không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình, nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi, nên mạnh mẽ một chút. Tận hưởng những gì đang làm, dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua giông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn, cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói: với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên, thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao, trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than.
sống nên vui vẻ một chút, vì cuộc đời vô thường ngắn ngủi. Kiểm soát tốt tâm trạng mình mới có thể thanh thản bình an. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu buồn đau, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Không có gì là vĩnh viễn, vì cuộc sống phân nửa là hồi ức, phần còn lại là phải tiếp tục. Hãy mang những điều không vui trả hết lại hôm qua, tặng cho hôm nay niềm tin và hy vọng, rồi gửi đến ngày mai tất cả sự nỗ lực của mình. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ, rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui, lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Bài viết số 1. Đâu cần quá rạch ròi đen trắng. Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ, mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe.
Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Bài viết số 2 cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Bài viết số 3 biết đủ. Tiền nhiều tiền ít đủ ăn là được. Người xấu người đẹp nhìn được là được. Người già người trẻ mạnh khỏe là được. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Chồng về sớm trễ có về là được. Vợ nói nhiều ít đảm đang là được. Con cái lớn nhỏ có hiếu là được. Tiến sĩ thì tốt, bán rau cũng được. Sau khi trưởng thành, yên ổn là được. Nhà lớn nhà nhỏ, ở đủ là được. Đồ hiệu đồ thường, dùng được là được. Hai bánh bốn bánh, chạy được là được. Ông chủ tốt xấu, nhẫn được là được. Bao nhiêu phiền não, bỏ được là được. Ngoan cố chấp nhận, buông được là được. Làm người một đời, bình an là được. Ai đúng ai sai trời biết là được. Tu phước tu huệ biết tu là được. Nói tới nói lui hiểu được là được. Trời đất vạn vật tùy duyên là được. Nhiều sự nhiều việc nhìn thấu là được. Bài viết số 4 tự nhắc chính mình. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích.
thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày. Không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Bài viết số 5. Đời người có 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua. Con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay. Trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hành, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Theo đuổi ngày mai. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại, mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đợi dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi giả tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai
mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chữ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi cõi mộng biết chăng là. Bài viết số 6: Mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Bài viết số 7: Học buông bỏ bản ngã. Thế gian lẽ thường, người ta ngẩng cao đầu thì dễ, nhưng cúi đầu khiêm hạ thì khó. Người nói nhiều thì dễ, nhưng biết cách im lặng thì khó. Hứa hẹn nhiều thì dễ, nhưng làm được điều mình hứa mới khó. Nghi ngờ, nghĩ xấu cho người thì dễ, nhưng tin tưởng và nghĩ tốt cho người thật khó làm theo. Chúng ta thường thấy nhiều lỗi lầm của người, nhưng lại chẳng mấy khi thấy được lỗi của mình, dù có hiện hiện trước mắt. Những gì mình làm cho người mình nhớ rất rõ, nhưng lại hay quên báo đáp công ơn của người khác đã làm cho mình. Thương quý người tốt đẹp đáng yêu không khó, bằng thương được người còn nhiều lỗi lầm khiếm khuyết. Cúi đầu trước cường quyền ác đạo lại dễ hơn cúi đầu quy y theo bậc thánh nhân. Hưởng thụ và chạy theo dục lạc thế gian dễ hơn trì giới và sống giản đơn giữ mình theo phạm hạnh. Thọ giới thì dễ, trì giới mới khó. Chạy theo trần cảnh thì dễ, buông bỏ xả ly thật quá xa vời. Luân hồi vốn đang có sẵn, giải thoát thật khó làm. Tâm người ngã mạn ngút ngàn, người chỉ cần lạy một lạy, buông bỏ bản ngã thâm sâu, trời bỗng cao hơn, đại địa lập tức mở ra, thênh thang rộng lối. Nếu muốn ngồi trên tòa sen, thì trước tiên ta phải đứng được trong bùn nhơ nước đọng, làm được điều mà người khác ngại làm, và chịu đựng được những điều mà người khác khó lòng chịu đựng được. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn với tất cả ngũ uẩn tương tức thâm sâu biểu hiện trong muôn trùng nhân duyên dị biệt, cầu xin Ngài hãy cho mọi chúng sanh thấy được sự biểu hiện đẹp đẽ của Ngài có mặt trong họ và ở tại nơi con. Nam mô Bụt-đa-dạ. Bài viết số 8: Tự tại.
tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Bài viết số 9. Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức, bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phần, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người, cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời, rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Bài viết số 10. Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn. Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Bài viết số 11. Những điều cần rõ ràng trong cuộc sống. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn,
chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc, đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì. Kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững. Đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Bài viết số 12. Cuộc sống nhìn từ sai và đúng. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy. Mình đối với ai đó tốt 10 lần, chưa chắc họ đã nhớ. Nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: "Một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán." Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy 2 chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có 100.000 điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ 100 lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ. Dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là tròn vẹn hoàn mỹ,
Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước, có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Bài viết số 13. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói "Bây giờ con đi ngủ" hay "10 phút nữa mới ngủ" sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh "Bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay". 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn.
mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ tâm. Bài viết số 14. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ. Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: "Này bạn ơi, hãy cố lên." Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: "Không sao cả, có mình ở bên bạn nè." Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này, bạn vẫn xây được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính tâm hồn mình. Hạnh phúc do mình biết cách, chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi, chuyện nhỏ nhìn như mây khói, lòng ta biển rộng bên đời. Bài viết số 15. Nắng mưa mặt đời. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đạn, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ, nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công, nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ. Một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng
là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Bài viết số 16: Góp nhặt những bông hoa tư tưởng. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, còn tiền giấy luôn im lặng. Khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thử lật một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình. Thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ ba điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc. Còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan, tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Bài viết số 17: An yên trong cuộc mộng. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay.
thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình, thì khi bạn vừa quay lưng, đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình. Bài viết số 18. Chân tính. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Bài viết số 19. Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Bài viết số 20. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Không có con đường nào là bằng phẳng, mà luôn thấp thoáng đâu đó những khúc quanh. Bạn nhất định phải băng qua nó và tiến thẳng về phía trước. Một chút quanh co đó không phải để khuất phục, mà là cơ hội giúp bạn luyện tính kiên cường. Lúc rơi xuống hố sâu cuộc đời, khi lâm vào tình huống khó khăn, đừng buồn rầu, cũng đừng nản chí. Hãy nghĩ đến một người luôn có sức mạnh tiềm ẩn, là chính mình. Dù đêm qua có bao nhiêu tiếng khóc không lời, thì khi mặt trời thức giấc, thành phố cũng vẫn người xe rộn rã. Vì thế, hãy tin tưởng khó khăn nào rồi cũng qua đi, ngày mai nào cũng sẽ là một ngày mới.
Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn, nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Khi đau buồn hay mỏi mệt, nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Dù chán nản cũng đừng buông xuôi, vì vấn đề không phải ở công việc mà là chính mình. Nên trân trọng mỗi sự lựa chọn của bản thân. Dù khó khăn cũng đừng than thở, vì ai cũng có việc riêng, không thể giúp bạn mãi. Nên mạnh mẽ một chút, tận hưởng những gì đang làm. Dù bị đả kích cũng đừng bi quan mà mất ý chí, bởi chẳng ai sanh ra liền có thể giải quyết mọi chuyện hoàn hảo, mà phải cố gắng hết mình với từng công việc một. Đừng vội nghĩ mình cô độc. Kỳ thực rất ít người hiểu rõ cô độc là gì. Có người thân, có bạn hữu, chưa từng trải qua dông bão cuộc đời thì cô độc từ đâu đến? Cuộc sống dù vất vả nhọc nhằn cũng đừng đánh mất lòng tự tin, vì những gì tươi đẹp đều đang ở phía trước. Phẩm chất dù cao quý hay hư hỏng tột cùng, cũng nhớ đối xử hiếu thuận với mẹ cha, vì mai kia chắc chắn bạn cũng sẽ trở nên già yếu. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi, cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Có thời gian nên ngắm sông núi mênh mông để tinh thần được thư thái. Đừng quá khắc nghiệt với những việc quanh mình, vì mọi sự tồn tại đều có lý do riêng của nó. Ngày trước cứ ngỡ tính kiên trì sẽ khiến mình mạnh mẽ. Lớn lên rồi mới hiểu, buông xuống được càng giúp ta thêm vững vàng. Muốn khóc cứ khóc, cười được cứ cười. Đừng để sự hư ảo cuộc đời biến mình thành giả tạo. Cứ sống theo ánh nhìn kẻ khác chỉ khiến bạn lạc lối trên con đường của chính mình mà thôi. Mỗi chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng có kẻ sẽ chỉ biết khua chân múa tay. Bạn đừng quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc bản thân, làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được. Đức Phật từng nói: với người vô duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Thật ra trong cuộc sống không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong cuộc đời không có con người nào là không thể rời bỏ. Nếu không được trân trọng, không còn ý nghĩa nữa, thì phải biết dứt khoát quay lưng. Bạn có thể rơi lệ, có thể đau lòng, nhưng tuyệt đối đừng tuyệt vọng. Bởi giọt nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai. Mỗi vết sẹo sẽ trở thành sức mạnh để bạn kiên trì hơn trên con đường phía trước. Cuộc sống nên hoàn thiện lấy chính mình, đừng chen vào cuộc đời người khác. Dù là mối quan hệ gì,
thì người đến nên nhiệt tình tiếp đón, người đi hãy bình thản tiễn đưa. Cái không thuộc về mình đừng trông chờ, người đối với mình không thật lòng cũng hãy thôi hy vọng. Thời gian luôn thay đổi, ai rồi cũng sẽ khác đi. Dù nỗ lực đến đâu, điều không thể quay lại thì vĩnh viễn vẫn là không thể. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa, chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao, trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thật chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung, để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Sống nên vui vẻ một chút, vì cuộc đời vô thường ngắn ngủi. Kiểm soát tốt tâm trạng mình mới có thể thanh thản bình an. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu buồn đau, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Không có gì là vĩnh viễn, vì cuộc sống phân nửa là hồi ức, phần còn lại là phải tiếp tục. Hãy mang những điều không vui trả hết lại hôm qua, tặng cho hôm nay niềm tin và hy vọng, rồi gửi đến ngày mai tất cả sự nỗ lực của mình. Đời người cũng giống như một ly trà, mới uống vào sẽ cảm thấy đắng chát, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đi qua những đắng chát sẽ cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng. Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là vì cứ do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Đôi khi hiểu ra rồi, nhưng trong lòng
lại không muốn chấp nhận sự thật. Một niềm đau thương không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà phụ thuộc vào việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đến với cái mới hay không mà thôi. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Đối diện với khó khăn, nên bình tĩnh suy nghĩ, rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại, cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui, lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát, giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Bài viết số 1. Đâu cần quá rạch ròi đen trắng. Có câu: nước quá trong thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng, tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời, và suốt đời mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ đích đến và biết hiện giờ mình đang làm gì ở đâu, thì yên tâm sẽ không bị lạc đường đâu. Bài viết số 2. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an.
bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Bài viết số 3: Biết đủ. Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được. Người xấu người đẹp, nhìn được là được. Người già người trẻ, mạnh khỏe là được. Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được. Chồng về sớm trễ, có về là được. Vợ nói nhiều ít, đảm đang là được. Con cái lớn nhỏ, có hiếu là được. Tiến sĩ thì tốt, bán rau cũng được. Sau khi trưởng thành, yên ổn là được. Nhà lớn nhà nhỏ, ở đủ là được. Đồ hiệu đồ thường, dùng được là được. Hai bánh bốn bánh, chạy được là được. Ông chủ tốt xấu, nhẫn được là được. Bao nhiêu phiền não, bỏ được là được. Ngoan cố chấp nhận, buông được là được. Làm người một đời, bình an là được. Ai đúng ai sai, trời biết là được. Tu phước tu huệ, biết tu là được. Nói tới nói lui, hiểu được là được. Trời đất vạn vật, tùy duyên là được. Nhiều sự nhiều việc, nhìn thấu là được. Bài viết số 4: Tự nhắc chính mình. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung, cảm kích. Biển nhờ dung nạp trăm sông mới trở nên rộng lớn. Hãy cảm kích bạn bè vì sự nâng đỡ, và cảm kích đối thủ vì nhờ họ mà ta thêm kiên cường. Cuộc sống này có hai việc chúng ta không thể không làm. Một là bước đi, hai là dừng lại. Bạn có đang dùng tâm trạng tích cực để thực hiện nó? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đường tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với người gần gũi hay kẻ xa lạ, nếu có duyên qua lại đều nên biết cho đi, giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vì ngày thường không thắp hương, khi cấp bách ôm chân Phật là việc vô ích. Cho nên phải biết tích lũy tình người, cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, thời gian càng dài thì huê lợi sẽ càng cao. Gặp việc không nên nôn nóng, đừng đưa ra kết luận vội vã, nhất là khi nổi giận. Phải biết đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau mà nhìn nhận, làm cho việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Gặp chuyện phức tạp càng nên giải quyết nhẹ nhàng, nhất quyết đừng làm những điều giản đơn trở nên rối rắm. Cần có ý thức biết đủ. Hầu hết những phiền muộn của người đời đều bắt nguồn từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian có người không bằng bạn, tất nhiên cũng có kẻ bạn chẳng thể bì. Khi bạn than phiền không có giày đẹp, thì hãy nhớ đến người không có cả chân để đi. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Quay đầu lại xem người chửi mắng mình là ai, vốn là việc không cần thiết. Giống như khi bị chó điên cắn, lẽ nào bạn phải cắn lại nó mới hả giận? Cho nên không cần quá để tâm đối với những lời ác ý của kẻ khác. Đừng xem công việc là gánh nặng, thay vì phàn nàn bực bội, chi bằng đối diện một cách vui vẻ tích cực. Xem công việc là cuộc sống, là nghệ thuật, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui mà nó mang lại. Được sống thêm một ngày cũng là phúc, nên biết quý trọng. Đời người vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi, không nên làm những việc khiến bản thân phải ôm sâu hối tiếc. Mặt trời mọc từ biển đông, lặn xuống núi phía tây. Buồn bã cũng qua đi, vui vẻ cũng một ngày.
không bận lòng những thị phi vô bổ, thì cuộc sống sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng. Bài viết số 5. Đời người có 5 ngày. Nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế. Tổng kết hôm qua: con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu thì làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hành, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Theo đuổi ngày mai. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn, cũng đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ, để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau. Chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại, nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng, không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa cuộc đời. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đợi dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi, dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi giả tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa. Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi cõi mộng biết chăng là. Bài viết số 6. Mặn nhạt tại tâm. Thông thường lấy một muỗng muối đổ vào ly, nước sẽ rất mặn. Nhưng một muỗng muối đổ xuống hồ thì không vấn đề gì. Những phiền muộn của chúng ta cũng như muối, còn nước mặn hay nhạt, giống như khổ hay vui, đều phụ thuộc tâm lượng mình lớn hay nhỏ. Hạnh phúc đến từ cảm giác, vui vẻ là từ tâm thái, nhẹ nhàng là do lựa chọn. Sự việc dù đơn giản, nhưng suy nghĩ quá sâu, tính toán quá nhiều
sẽ trở thành phức tạp, rồi vướng víu tay chân. Ngược lại, sự việc dù phức tạp thế nào, nếu biết xem nhẹ, bớt để tâm, cũng thành ra đơn giản, giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi đối diện một số việc, mỉm cười là được, đừng quá nghiêm trọng. Có một vài người nhìn biết là được, không cần bận tâm. Ai thích biểu diễn thì mình vỗ tay, vạch trần cũng không có nghĩa gì. Người đã cho mình đúng thì xem như không thấy, đỡ mất công tranh luận. Bạn là ai không quan trọng, họ là ai cũng vậy thôi. Không thẹn với lòng là được, tùy duyên mà sống mới hay. Trong cuộc đời, rất nhiều người, nhiều việc, nhiều phân đoạn tình cảm không nên níu kéo. Cứ mỉm cười tiến về phía trước, cởi mở một chút sẽ học được nhiều thứ, tao nhã một chút sẽ càng tươi đẹp hơn, sáng suốt một chút nụ cười sẽ rạng rỡ, hạnh phúc hơn. Bài viết số 7: Học buông bỏ bản ngã. Thế gian lẽ thường, người ta ngẩng cao đầu thì dễ, nhưng cúi đầu khiêm hạ thì khó. Người nói nhiều thì dễ, nhưng biết cách im lặng thì khó. Hứa hẹn nhiều thì dễ, nhưng làm được điều mình hứa mới khó. Nghi ngờ, nghĩ xấu cho người thì dễ, nhưng tin tưởng và nghĩ tốt cho người thật khó làm theo. Chúng ta thường thấy nhiều lỗi lầm của người, nhưng lại chẳng mấy khi thấy được lỗi của mình, dù có hiện hiện trước mắt. Những gì mình làm cho người mình nhớ rất rõ, nhưng lại hay quên báo đáp công ơn của người khác đã làm cho mình. Thương quý người tốt đẹp đáng yêu không khó, bằng thương được người còn nhiều lỗi lầm khiếm khuyết. Cúi đầu trước cường quyền ác đạo lại dễ hơn cúi đầu quy y theo bậc thánh nhân. Hưởng thụ và chạy theo dục lạc thế gian dễ hơn trì giới và sống giản đơn giữ mình theo phạm hạnh. Thọ giới thì dễ, trì giới mới khó. Chạy theo trần cảnh thì dễ, buông bỏ xả ly thật quá xa vời. Luân hồi vốn đang có sẵn, giải thoát thật khó làm. Tâm người ngã mạn ngút ngàn, người chỉ cần lạy một lạy, buông bỏ bản ngã thâm sâu, trời bỗng cao hơn, đại địa lập tức mở ra, thênh thang rộng lối. Nếu muốn ngồi trên tòa sen, thì trước tiên ta phải đứng được trong bùn nhơ nước đọng, làm được điều mà người khác ngại làm, và chịu đựng được những điều mà người khác khó lòng chịu đựng được. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn với tất cả ngũ uẩn tương tức thâm sâu biểu hiện trong muôn trùng nhân duyên dị biệt. Cầu xin Ngài hãy cho mọi chúng sanh thấy được sự biểu hiện đẹp đẽ của Ngài có mặt trong họ và ở tại nơi con. Nam mô Bụt-đa-dạ. Bài viết số 8: Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn, thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Bài viết số 9: Một vài cảm ngộ. Tiền tài là để tiêu xài, đủ chi dùng là phước đức, bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an. Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng trong đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được.
Nhà ở đâu không quan trọng, có hoa thơm cỏ dại chính là vị trí tốt nhất. Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an, về vui vẻ là được. Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải chính là phúc phần, bởi danh quá cao, thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên. Ăn uống vốn để nuôi dưỡng con người cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể của chính mình. Con người sống một đời rốt cuộc nhận ra được những gì? Cuộc sống không nhất thiết phải quá sung túc giàu sang, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận. Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi người. Bài viết số 10: Buồn vui vừa đủ. Khi được người khác tâng bốc, vui vẻ một chút là đủ, chớ vội cho đó là sự thật. Vì phần lớn tâng bốc là để lấy lòng, đừng để những lời ngon ngọt đó đánh lừa. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ. Vì ít nhiều trong đó cũng có điều mình thất thố, sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Đừng quá bận lòng về quá khứ, hãy sống trọn vẹn với hiện tại và hướng tầm nhìn về tương lai. Ngày mai chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Bài viết số 11: Những điều cần rõ ràng trong cuộc sống. Đời mỗi người đều có hai con đường. Một, dùng tâm trải nghiệm, gọi là ước mơ. Hai, dùng chân bước đi, gọi là hiện thực. Nếu tâm cảm nhận không kịp, hiện thực sẽ nhạt nhòa. Chân bước đi quá chậm, mộng ước sẽ bay xa. Trên thế giới này, việc khó chịu nhất không gì hơn là biết người mình thương yêu hướng lòng về kẻ khác mà vẫn đa tình một cách ngốc nghếch. Những cuộc gặp gỡ hay chia ly đều có nhân duyên nhất định, thuận theo đó mà được yên ổn chính là điều tốt đẹp nhất. Khi ai đó bên cạnh ta, nếu có thể khiến họ thấy an lạc đã là thành công lớn. Lúc nhỏ, hạnh phúc là chuyện rất đơn giản. Lớn lên rồi, có thể sống giản đơn mới là điều hạnh phúc. Để không uổng công đến đây một đời, hãy làm việc muốn làm và yêu những gì mình muốn. Đời người chính vì quá kỳ vọng nên mới thất vọng, mộng ước xa vời nên mới tiêu tan, chất chứa quá nhiều nên khó lòng bộc bạch. Có một số người quên không được là do không nỡ, một số khác nhất định phải quên đi vì không đáng nhớ. Cũng đừng quá tin tưởng vào mắt mình, vì có khi những gì bạn nhìn thấy là những điều đang mong muốn, còn những thứ không thích đã bị bạn lướt qua. Thật ra, người bị hiểu lầm không hề mất mát gì, kẻ nhìn nhận sai người khác mới thật sự mất đi cơ hội. Chúng ta đều nghĩ rằng mình làm chủ cuộc đời này mà quên mất cuộc sống vốn phải cần rất nhiều người phối hợp. Cũng đừng vì cái lợi trước mắt mà đánh mất tương lai lâu dài. Nên nhớ những gì có được nhờ vào sự hy sinh của kẻ khác thì không bao giờ bền vững.
đời người rất ngắn ngủi, không có thời gian cho việc tiếc nuối. Đừng quá bận lòng với những người hoặc việc khiến mình phiền muộn, dù chỉ là một phút. Nếu chưa có kết quả cuối cùng, hãy mỉm cười và mạnh chân tiến về phía trước. Nhân thế gặp ghềnh, nhớ tặng người bên cạnh chút ấm áp. Mưa gió cuộc đời, hãy dành cho mình chút lạc quan. Nếu biết cách yêu đời, khéo dung hòa mọi thứ, thì dần dần niềm vui và hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xa. Đời người không phải cuộc chạy đua, mà chính là chuyến du lịch. Cuộc đua quan trọng ở đích đến, còn chuyện rong chơi cần quan tâm đến phong cảnh bên đường. Tâm trạng tốt thì cảnh vật theo đó cũng sẽ đẹp hơn. Bất luận hôm nay gặp bao nhiêu khó khăn, hãy vững tin rằng chỉ có hôm qua là không thể trở lại, còn ngày mai chắc chắn sẽ đến. Bài viết số 12: Cuộc sống nhìn từ sai và đúng. Một buổi học nọ, thầy giáo viết lên bảng mấy phép tính: 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 9 + 9 = 19. Vừa quay lại, cả lớp đã râm ran: "Phép tính sau cùng sai rồi thầy ơi." Thầy mỉm cười: "Đúng là phép tính sau cùng không chính xác, nhưng thầy viết tất cả 4 phép tính. Sao không ai để ý đến 3 phép tính đầu đều tính đúng?" Con người chúng ta thông thường cũng vậy. Mình đối với ai đó tốt 10 lần, chưa chắc họ đã nhớ. Nhưng chỉ cần một lần không thuận lòng, những điều tốt phía trước coi như không tồn tại. Người xưa có một câu nói rất hay: "Một bát cơm tặng người thành ơn, một tấn gạo nuôi người thành oán." Có một số người quen nhận rồi sẽ quên mất cảm ơn. Không phải ai cũng biết lấy 2 chữ lương tâm ra đối đãi. Dù bạn có 100.000 điều tốt, nhưng chỉ cần làm cho người một chút không vừa ý, bao nhiêu điều tốt liền bị phủi sạch trơn. Dù bạn đã hết lòng thật dạ, chỉ cần một lần lầm lỡ liền trở thành tội đồ nhiều toan tính. Dù giúp đỡ 100 lần chưa nhận tiếng cảm ơn, chỉ một khi chưa kịp ra tay liền bị ghim lòng thù hận. Cho nên làm người nên dựa vào tấm lòng, đừng quá quan tâm tới hình thức. Thật dạ đối đãi mới mong gặp tri kỷ. Dùng miệng lưỡi ba hoa thì đừng hỏi đến niềm tin. Thước tất có ngắn có dài, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường kẻ khác, cũng đừng dùng sự hiểu biết cá nhân để phán xét bất kỳ ai. Không ai là trọn vẹn hoàn mỹ. Trước khi nói lỗi người hay chê cười sự vụng về của thiên hạ, nên xét lại bản thân mình. Mắt là để nhìn thấy những điều tốt đẹp, đừng chỉ biết dòm ngó thị phi. Miệng là để ăn cơm nói chuyện, không phải vũ khí công kích ly gián lẫn nhau. Sống ở đời, thứ quý giá nhất không phải tiền bạc, danh lợi hay quyền thế, mà là nội tâm, sự tu dưỡng và tố chất của mình. Những điều này nói lên phẩm hạnh của một con người. Để đánh giá ai đó có đáng tin hay không, để biết được đâu là người tốt hay kẻ xấu. Làm người cần sự chân thật, thành tâm thành ý, đừng tính toán quá, vì như thế chỉ tổn hại bản thân mà thôi. Làm việc nên chừa một đường lui, nói chuyện nên để chút khẩu đức, mới không đến mức đâm vào đường cùng, rước họa vào thân. Việc thiện làm nhiều một chút thì việc ác sẽ giảm đi. Chân thành được xem trọng thì toan tính sẽ ít lại. Khích lệ nhiều một chút thì trách móc sẽ ít đi. Giúp đỡ nhiều một chút thì lợi dụng tự nhiên sẽ giảm xuống. Chú ý nói lời chuẩn mực, dù đùa vui cũng nên có chừng mực. Người sống một đời như sương buổi sớm, tan rồi là hết. Hãy sống như nước,
có sự trong trẻo, yên tĩnh và sâu lắng, thì lo gì không thanh thản nhẹ nhàng. Bài viết số 13. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai, từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói "Bây giờ con đi ngủ" hay "10 phút nữa mới ngủ" sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh "Bố, mẹ, bảo đi ngủ ngay". 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài chữ tâm. Bài viết số 14. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ. Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ
bạn tích góp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: "Này bạn ơi, hãy cố lên." Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: "Không sao cả, có mình ở bên bạn nè." Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này bạn vẫn xây được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính tâm hồn mình. Hạnh phúc do mình biết cách, chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi, chuyện nhỏ nhìn như mây khói, lòng ta biển rộng bên đời. Bài viết số 15: Nắng mưa mặt đời. Trong mỗi người đều có một bầu trời riêng, có khi mưa gió, có lúc quang đãng, mình ở trong đó và người khác không thể xen vào. Trong mỗi trái tim đều có những phân đoạn tình cảm, có lúc ngọt bùi, cũng có đoạn đắng cay. Đôi khi mình không thấy rõ và người khác cũng không hiểu được. Vì tâm tình không thể nói ra mới gọi là tiếng lòng, vì nước mắt không thể tuôn rơi mới thấy đời nghiệt ngã. Suốt ngày phơi bày nụ cười rạng rỡ trước bàn dân thiên hạ nên thấy khó lòng chia sẻ tâm sự. Quen nói những lời đắc ý thành công nên nỗi đau không còn cơ hội bày tỏ. Những lời khuyên người khác đều là chân lý, nhưng việc đến bản thân mình lại nghĩ mãi không thông. Khuyên người khác thì tỉnh táo rõ ràng, khi gặp phải lại đau đầu nhức óc, là chuyện người thường hay mắc phải. Có một số việc nếu không đến với mình sẽ không cảm nhận hết nặng nhẹ, một vài tình cảnh nếu không phải là mình sẽ không hiểu hết cảm xúc bên trong. Nếu biết rõ mưa gió cuộc đời hay nắng đẹp nhân gian đều chỉ tạm thời, quan trọng là những gì còn lại sau đó, thì bận lòng chi những dịch chuyển đổi thay. Hãy cứ sống tốt con người hiện tại của mình là được. Bài viết số 16: Góp nhặt những bông hoa tư tưởng. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, còn tiền giấy luôn im lặng. Khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thử lật một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình, thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu.
hãy ghi nhớ ba điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc. Còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan, tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Bài viết số 17: An yên trong cuộc mộng. Thông thường làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ, nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cây đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vọng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đã qua, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Bài viết số 18: Chân tính. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để thể hiện. Cuộc sống là để trải nghiệm,
không phải để toan tính. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Bài viết số 19: Những khác biệt của góc nhìn. Thấy mỏi mệt, thử thay đổi góc nhìn về cuộc đời. Bị áp lực, thử thay đổi môi trường để hít thở. Nếu nghi hoặc, thử thay đổi chỗ đứng rồi đánh giá. Còn do dự, thử thay đổi hướng đi trong chọn lựa. Khi buồn bực, thử thay đổi hoàn cảnh tìm niềm vui. Gặp phiền não, thử thay đổi tư duy để hóa giải. Lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết. Thấy tự ti, thử thay đổi suy nghĩ khi đối diện. Thay đổi góc nhìn một chút, có khi bạn sẽ phát hiện ra thật nhiều điều khác biệt. Bài viết số 20: Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu trong lòng có ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều việc tốt. Nếu nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ càng cảm thấy mình hạnh phúc. Nếu ý thức được quy luật nhân quả, những quyết định sẽ trở nên sáng suốt. Nếu biết được khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu gìn giữ một trái tim mộc mạc, việc gì đến cũng sẽ rất giản đơn. Nếu rèn được một thói quen phản tỉnh, mỗi ngày qua bạn sẽ càng tỉnh thức. Vạn duyên theo nước qua cầu, vui buồn thương ghét khổ đau tại mình. Ai không lục dục thất tình, đời yên vui bởi cái nhìn trạm nhiên. Vẫn là sống giữa trần duyên, vẫn lòng sen ngát giữa miền trượt ô. Vui buồn muôn kiếp sống xô, đưa vào hết cõi hư vô mỉm cười.